Hãy subscribe cho kênh Hiệp hội du lịch Quảng Nam. năm Canh Tí. Xin trân trọng cảm ơn. Cô đi rồi đi bao đấy? Em đi xe máy. À, từ sau đi ấy đi về xe máy luôn. Địa điểm hơi chật. In town, took them a little beach, and then I got my winter national news. I didn't go with my bowling jacket and my knee flag and everything. Say all the guests was cold and tired but happy. You know, it was fun. Right, that's it. Okay, I have a question. What's the easiest way to get into Paris? Vehicles, motor vehicles are not allowed. Right, I know that. So what you can do is walk straight up and no, pero gánh luôn cả thành phố Hội An biểu sao không nặng. Cậu có chụp đi chặt hầu gì mắt lấy nghiêng cầm này đưa đi đứng để lại của Hội An. Thực ra thì công ty tôi có nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thương mại điện tử, là những cái website như là hoteldotvn, nghề khách sạn.com, travelmart.vn và hotelmart.vn là những hệ sinh thái liên quan đến du lịch và khách sạn. Thì công ty chúng tôi có văn phòng ở Hội An. Thế và hôm nay cũng rất vui được tham gia vào những cái chương trình thắp sáng Hội An hôm nay. Vì các bạn biết rằng là vừa rồi thì năm 2020 thì là một năm rất là tệ cho du lịch Việt Nam nói chung và đặc biệt là Hội An. Tại vì năm vừa rồi thì dịch bệnh rồi thiên tai liên miên ảnh hưởng đến Hội An rất nhiều. Mà Hội An thì là một thành phố du lịch, 70% thu nhập GDP của Hội An là từ du lịch. Và năm nay chưa bao giờ trong lịch sử mà Hội An bị ảnh hưởng như thế này. Cho nên là cộng đồng doanh nghiệp cũng như là chính quyền thành phố Hội An quyết tâm làm cái gì đó để mà thức tỉnh Hội An. Thế ra chương trình hôm nay là từ cái ý tưởng của cộng đồng doanh nghiệp của Hội An để thức tỉnh Hội An, thắp sáng Hội An, để mà làm cho tất cả từ phía bản thân Hội An cũng sẵn sàng rộng mở, thay đổi một cái diện mạo mới để sẵn sàng đón khách du lịch, và đồng thời cũng gửi đến thông điệp đến khách du lịch nói chung rằng là hãy đến với Hội An. Hội An chúng tôi sẵn sàng chào đón tất cả các quý vị, và Hội An cũng sẵn sàng cho năm mới 2021 với nhiều cái tươi sáng hơn, nhiều cái sản phẩm mới hơn và hấp dẫn hơn nữa, nhưng mà vẫn giữ được cái bản sắc đặc trưng của Hội An. Thể là cái chợ phiên làng trái Tân Thành của chúng tôi hiện nay cũng đang được tổ chức từ tháng 9, và rất nhiều những cái khách du lịch trong nước cũng như từ Đà Nẵng, từ các nơi của Quảng Nam cũng đã đến với chợ phiên chúng tôi. Đây là một cái sáng kiến của 10 cái doanh nghiệp ở làng trái Tân Thành. Chúng tôi cùng nhau đoàn kết lại, xây dựng đến cộng đồng, và mục đích đầu tiên là để tiêu thụ, giúp tiêu thụ những sản phẩm, những cái hàng mà không phục vụ được cho khách du lịch vì Covid. Cho nên bây giờ chúng tôi tạo ra một cái sân chơi, một cái chợ như thế để cho mọi người trao đổi hàng hóa, tiêu thụ những cái hàng tồn đọng đó. Thế nhưng mà khi mà ý tưởng được đưa ra thì Hiệp hội du lịch Quảng Nam cũng như là chính quyền của thành phố Hội An cũng rất chào đón và động viên chúng tôi đẩy cái chợ phiên làng trái Tân Thành này thành một cái điểm đến mới cho Hội An. Đây là một cái sản phẩm toàn mới rất là đa dạng, thì không chỉ là nơi mà quý khách đến, khách du lịch hoặc là người dân Hội An đến chợ để được đắm mình trong cái không gian phố biển mà còn được thưởng thức những cái trình diễn, những cái thực cảnh của làng chài. Vâng, ở đó là một cái hoạt động đường phố cũng rất là hấp dẫn, như là chúng tôi có những cái hát hò khoan Quảng Nam, ca bài chòi, đó là những cái mà văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó thì có cả những cái văn hóa hiện đại như là nhảy Cuba. Đó là những cái sôi động mang lại không khí mới và nó cũng phù hợp với cái không gian làng chài của chúng tôi. Thì ở trên cái trục đường Nguyễn Phan Vinh dài 300 mét đó là tái hiện cái không gian làng chài rất là hấp dẫn. Mời các bạn hãy đến với